Minh Vi xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Trong chuyên mục kỳ này thì Minh Vi xin mời quý vị dành ít phút để chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ và quan điểm đến từ chị Lê Nguyệt Ánh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán ACB. Vâng, thưa chị, thị trường tiếp tục diễn biến rung lắc trong phiên ngày hôm nay và đã kết phiên trong sắc đỏ. Vậy thì với nhận định của chị có nghĩ rằng có lẽ là tuần này sẽ là tuần chịu tác động lớn từ việc chốt nát của các quỹ trong việc làm đẹp sổ sách cuối năm không ạ? Theo diễn biến giao dịch của ngày hôm nay thì chưa thấy có tín hiệu gì của cái việc rằng là các quỹ sẽ làm đẹp sổ sách vào cuối năm này, trong tuần này để mà cải thiện NAV của các quỹ. Tuy nhiên rằng cần lưu ý rằng là ngày hôm nay một số các quỹ, đặc biệt là các quỹ nước ngoài có nghỉ bù Giáng sinh. Vâng. Nên rằng là cái giao dịch về thanh khoản của ngày hôm nay có thể không đại diện cho cái diễn biến giao dịch trong tuần này. Vâng. Vậy thì đối với nhà đầu tư, họ có thể nương theo việc chốt NAV trong việc thực hiện giao dịch theo T cộng ngay trong tuần hay không ạ? Thực ra thì chiến lược kinh doanh đó là một chiến lược kinh doanh khá là rủi ro. Tại vì trên thực tế là cái việc các quỹ nắm giữ rất là nhiều cổ phiếu và cũng sẽ rất là khó nói rằng là liệu họ có đẩy nát hay không, và nếu đẩy nát thì đẩy nát bằng cổ phiếu nào. Do vậy nên rằng là cái chiến lược kinh doanh của các nhà đầu tư trong nước mà nếu như mua để mà theo kỳ T cộng để chốt nát thì theo anh là khá rủi ro. Vậy thì liệu chúng ta có thể có một cái niềm tin vào việc là khả năng thị trường sẽ có những diễn biến tích cực thực nhất là trong cái tuần cuối cùng? Thực ra thì cái diễn biến tuần giao dịch cuối năm cũng như là thường là các tuần trước Tết Nguyên đán và một vài tuần sau Tết Nguyên đán thì thường thị trường có diễn biến tương đối là tích cực. Vâng. Tại vì là thường dòng tiền sẽ quay trở lại thị trường ngay sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên rằng là với cái diễn biến năm nay sẽ hơi khác một chút, tại vì cái áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn còn khá lớn vào thời điểm hiện tại, và tỷ giá cũng như là lãi suất có những cái diễn biến không thuận lợi trong giai đoạn hiện nay. Do vậy nên rằng là cũng rất là khó nói là liệu là thị trường, cái xu hướng của thị trường có được cải thiện nhanh trong vài tuần tới hay không. Vâng, thưa chị, từ những quan sát tổng quan của chúng tôi thì có lẽ là sự lựa chọn an toàn có thể sẽ nằm ở những cổ phiếu vốn hóa lớn hoặc là cổ phiếu blue chips. Không biết đối với điều này thì nhận định của chị như thế nào? Thông thường thì các cổ phiếu blue chips sẽ có cái mức độ biến động so với thị trường ít hơn so với cả các cổ phiếu nhỏ và các cổ phiếu đầu cơ. Tất nhiên các cổ phiếu đầu cơ thì lúc nào cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên trong cái bối cảnh hiện tại thì nhiều cổ phiếu blue chip lại đang nằm trong danh mục bán ròng của khối ngoại. Vâng. Do vậy nên là với nhà đầu tư vào thời điểm này có lẽ là nghỉ Tết sớm cũng là một lựa chọn không tồi. Cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, còn bây giờ Minh Vi xin mời quý vị quay trở lại với bản tin FBC tối nay. Vâng, thưa quý vị, trước khi khép lại bản tin FBNC tối nay, Minh Vi xin mời quý vị dành ít phút để chúng ta cùng điểm lại những nội dung nổi bật trên bản tin kỳ này. Theo thông tin xác nhận của Tổng cục Hải quan, đơn vị này vừa tiến hành tạm đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác với ông Dương Phú Đông, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan. Đồng thời, ông này cũng bị kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến vụ việc Euro ô tô làm giả giấy tờ, gian lận nhập khẩu. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ các sai phạm. Trong khi đó, phía Euro ô tô đã có văn bản gửi báo giới cho biết việc đơn vị này không nộp một số hồ sơ tài liệu là do không được yêu cầu. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán can thiệp để vụ việc không bị hình sự hóa. Trước tình trạng quá tải về chỗ đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng hàng không cho máy bay đậu qua đêm tại sân bay Cần Thơ. Đây được xem là giải pháp tạm thời để giải quyết tình trạng này trong thời gian ngắn. Trước đó, các hãng cũng chủ động cho máy bay đậu qua đêm tại các sân bay như Cam Ranh, Đà Nẵng, Cát Bi để giảm tải cho Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Cuối tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ chào đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đặt chân đến thành phố và chính thức trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước chào đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu. Theo số liệu của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm qua, doanh thu từ khách quốc tế đều tăng bình quân trên 16% mỗi năm, chiếm tỷ trọng khoảng 9% trong tổng GDP và góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc, một phiên điều trần mới đây đã được tổ chức tại trung tâm giam giữ bà Choi Soon-sil, bạn của Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, bà này đã không xuất hiện. Trước đó, bà Choi cũng nhiều lần từ chối yêu cầu xuất hiện tại Quốc hội để trả lời những câu hỏi về vai trò của mình trong vụ bê bối của Tổng thống Park Geun-hye. Các nhà lập pháp Hàn Quốc đã quyết định sẽ có cuộc gặp gỡ khác vào chiều ngày 26 tháng 12.
Khu vực miền Nam Chile vừa xảy ra một vụ động đất đến 7,6 độ Richter. Vụ động đất khiến cho 5.000 người đã phải di tản khỏi bờ biển do lo ngại nguy cơ xảy ra bão. Nhưng may mắn sau đó, cơ quan hải dương và thủy văn học đã nhanh chóng công bố tình trạng nguy cấp đã qua và không có bất kỳ thương vong hay thiệt hại lớn nào tại khu vực du lịch và phát triển nghề nuôi cá hồi này. Thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng khép lại bản tin FBNC tối ngày 26 tháng 12. Minh Phi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại tất cả các video của chương trình cũng như cập nhật thêm tất cả những thông tin chi tiết khác. Vui lòng truy cập vào website của chúng tôi ngay tại địa chỉ fbnc.vn. Vâng, đến đây thì Minh Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.